Hiện nay trên địa bàn huyện Ân Thi đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Huyện đang tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại các dự án để bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng kế hoạch. Diện tích đất thu hồi phục vụ dự án đường kết nối DT387 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại địa bàn xã Bãi Sậy là gần 1.800 m². Đến nay, 13 trên 14 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ thu hồi đất. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn đang sản xuất nông nghiệp, kinh doanh hoặc chưa tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất. Để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, xã Bãi Sậy tập trung vận động các hộ dân sớm thu hoạch nông sản, di rời tài sản. Đến nay đã có 6 hộ hoàn thành. Các công trình thì đây toàn công trình cũ thôi, chứ còn công trình xây dựng mới là không có. Chúng tôi tuyên truyền cho các hộ tự tháo dỡ. Còn những hộ mà không có nhân lực, vật lực thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện về máy móc, con người sẽ hỗ trợ gia đình để tự tháo dỡ. Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan chạy qua 7 xã của huyện Ân Thi với chiều dài khoảng 13,8 km. Dự kiến sẽ sử dụng gần 77 hectare đất. Trong thời gian đợi chính phủ chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tiến hành các bước giải phóng mặt bằng, huyện Ân Thi đã chủ động đi trước một bước. Hiện tại, các phòng chức năng các địa phương đang đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn thổ đổi ruộng của các xã có diện tích thu hồi, phối hợp với đơn vị tư vấn trích lục bản đồ xác định nguồn gốc đất, đồng thời lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương xác định vị trí 5 khu vực tái định cư và 2 khu vực di rời mồ mả. Các địa phương vùng dự án tập trung tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cho nhân dân làm tiền đề để triển khai các bước giải phóng mặt bằng. Chúng tôi cũng nhất trí hoàn toàn, ruộng cấy thì cũng quan trọng nhưng bây giờ cái việc làm đường thì cũng lại còn quan trọng hơn. Vì nếu mà mở được đường rộng thì các công ty hoặc là các nhà máy về thì thuận lợi cho dân là có công ăn việc làm. Chúng tôi rất quyết tâm với cái tiến độ làm sao đảm bảo nhanh nhất có thể nhưng phải đúng quy trình, chặt chẽ về mặt hồ sơ, chế độ chính sách đối với người dân là phải công khai minh bạch. Cái nào người dân chưa hiểu thì phải tổ chức trực tiếp để đối thoại, giải thích để người dân hiểu được. Các dự án giao thông trọng điểm khi đưa vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Do đó, huyện Ân Thi đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai.